apart and to this world. Your mom and dad saw a dream fulfilled. Dream come true, the answer to the prayers. You wanted them a special child. Gave them joy every time you smile. Every time you cry, they're at your side to care. Child, you don't know, you never know how far they go to give you all that love can give. To see you through and God is true, they die for you if they must. To see you giống mà trời con làm mưa lâu dài, ruột người ruột tôi đêm ngày, cây cũ mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng ruột xiêu. Dẫu mà cơn nắng bay lâu mà dây bò mày còn không héo, mới mưa dầm mày lại héo. Ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa, tàn cơn mưa dầm, mẹ gần gì chưa? Gia đình lên thôi, em rút ra cho gia đình. Dạ vô. Đúng rồi, con em mà phải cho anh đứng kế dạ, con em chứ. Thưa quý vị, giới thiệu với quý vị, cô bé này là Hải An, còn cô bé mà xinh như hoa hậu nhí này là Duyên Khuê. Duyên Khuê. Vâng, chắc là quý vị vẫn còn nhớ. Trước khi mà các huấn luyện viên khác nhận xét thì cho Khang hỏi chút cái lý do vì sao mình lại mashup hai ca khúc mà Nguyên Khang thấy là hai cái thể loại này nó cũng hơi khác nhau chút vô trong cái phần thể hiện chung của các bé. Đem một bản mashup mà cực kỳ khó để mà hát được. Nó phải đòi hỏi các bé rất là nhiều những kỹ năng về tiết tấu, về cách làm sao đó để tiết chế giọng hát của mình, để mà hỗ trợ cho bạn còn lại, và phải cùng nhau hòa thanh là cái quan trọng nhất. Ngày hôm nay thì thấy hai con đứng sân khấu và hát chung với nhau thì thật sự là cô chú rất là vui và cảm ơn hai con vì tiết mục này. Thế còn với Khải Như, cái bài này mà lúc mà em nghe các bé tập á,
em cũng bị rối não luôn. Má hai bé hát là không ai nhìn ai hết trơn á. Hát mạnh tay nó hát giống như tôi hát hai bài khác nhau. Tôi nói con ơi, phải làm sao để mà hòa quyện với nhau. Và thật sự thì khi mà lên đây á, cô cảm thấy được cái sự tình cảm của hai con dành cho nhau. Chú Huy hay nói á là song ca là làm sao mà hát cho người ta cảm thấy là giống như là hai người hát một bài là thành một người hát. Thì cô cảm thấy là được cái sự hòa quyện đó, và cả về thần thái các con, cô cảm thấy rất là vui khi mình đã hoàn thành tốt. Các con có hài lòng không? Dạ có. Rồi, cười vui là được rồi. Cảm ơn mọi người. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của cặp đôi Vân Vũ cho tiết mục này. Đây là một cái sự sắp xếp hết sức thông minh và rất là khó. Và đây cần cái sự mà phải động não rất là nhiều và phải hiểu biết về âm nhạc cực kỳ tinh tế mới có thể ghép hai thể loại dường như là khác nhau trở thành một như thế này. Tuy nó rất là hay nhưng mà nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó, đúng không con? Nhưng mà hôm nay hai con thì chú có thể cho là đây là một cái tiết mục con đã vượt qua an toàn. Hai không gian khác nhau, chú hiểu hoàn toàn cái concept mà huấn luyện viên con đã dành cho con. Con gái bên trái nè, hồi nãy rất là tinh tế nha. Lúc mà con hát bài Sa Mưa Dông á, con không hát theo cái kiểu nhạc dân ca mà con hát hơi R&B chút xíu. Trời sa mưa dông, cho mưa heo gió mèo cây cầu. Tức là cái cách xử lý của con là con hiểu được con đang hát theo một cái thể loại khác. Khi mà hai con bắt đầu hòa quyện hát chung với nhau đó, cho dù nó rất khó nhưng mà hai con lại làm rất tốt. Cứ coi như đây là một thức uống đi, món cà phê sữa đó. Thì từ đầu là lúc đầu mình cũng thấy có chút cà phê, có lúc thì sữa với cà phê nó chưa được hòa quyện lắm, nhưng mà thưởng thức một hồi bắt đầu nó hòa quyện và nó trở thành một cái ly cà phê sữa rất là đậm đặc, thơm ngon và hấp dẫn. Cảm ơn cô Vân. Vâng, xin được cảm ơn lời nhận xét rất là sành điệu về ăn uống của diễn viên Optimum. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Ly và Huỳnh Lập. Cô khen các con ở cái điểm là tụi con biết chỗ nào tụi con vào mà chỗ nào là tới phiên bản mà tụi con ngưng. Cái đó nó khó điều đó. Cô thích cái phần đầu bè của Dương Khuê cho Hải An, bài Con Yêu phải không? Cái bài đó lúc con làm tốt. Nhưng mà có lẽ là từ cái đoạn mà cái bài Con Yêu nó vừa xong con đang bè cho bạn, con chuyển qua cái bài Sa Mưa Dông nó quá gấp. Cho nên từ một cái bè ở đây con nhảy về con hát chính. Mà cái bài Sa Mưa Dông câu đầu tiên á, nó là khó vô cùng. Tại vì cái bài Sa Mưa Dông cái quãng nó rất là rộng, có thể nó xuống thật thấp và nó có thể nó lên thật cao. Cho nên là vô câu đầu tiên con vừa mới xong cái bè này, nó chưa có một cái đoạn để con nghĩ là con đã nhảy qua con hát liền. Cho nên là nó bị khựng ngay cái câu đầu. Còn nói về Hải An, con thì con tự tin câu đầu tiên vào là con đã tốt rồi. Nhưng con có cảm giác con chưa có làm hết lực của mình, con có thể hơn như thế nữa. Con hơi rụt rè khi hát chứ cái lực con còn rất nhiều, con có thể làm hơn thế nữa. Chúc mừng tiết mục của hai đứa. Cảm ơn cô Ly. Xin chào, chúc mừng Hải An và Duyên Khuê. Cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn các con, chúc mừng nha. Xe cuối cùng vừa đưa theo lối sông phía cách quan xa trường, quân với quân lên đường hàng cờ theo trong dồn ngoài sân non cuối thôn vất vả ngầm ngùi bay. Qua thiên sang kia tiếng diều vừa tan, vui ca sang
rồi đi tiến binh ngoài ngàn. Người đi ngoài vân lý qua san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên man khê của tung gió bụi mịt mùng, bên tiêu tương của thương tiết nơi nhìn chung. Người không rời khỏi kiếp gian nan, người biến thành từng đớ âm cơ. Phù trong lúc gió mưa, bế con đã hoài công để đứng chờ. Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về, đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ. Tròn trăng lại nhớ đến tình xưa, khi tướng quân qua đồi kéo quân theo cờ. Đoàn cỏ cây hãy còn trẻ thơ, cho đến bây giờ đã thành những đoàn cổ thụ xa. Mà chờ người đi mất từ ngàn xưa, nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa, về hay chưa. Có ai xuôi vạn lý nhắn đôi câu giúp nàng lấy cây hương thật quý. Thời gian có mấy khi sẽ đêm đến trà đúng kỳ, nhưng người mang mệnh biệt ly. Danh tướng dưới ta uy đem nhịp đi vào ngựa phi.
nơi núi rừng, giữa nơi núi rừng, bên nợ tình thương, bên nợ tình thương, bên nợ gian xương, bên đồi ai oán, bên rừng đã non đón đưa bông trà. Đường về nước chập trùng xa, nhiều đồi núi treo leo, cây bất rừng rơm ra. Đường Vạn Xuyên, đường Cổ Lũy, duyên núi sông vẫn như thăm nhỏ. Nhớ cô hương sao xuyên đất lòng màu rừng trơn, vết bước đi trên phiến đã mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, nguồn xưa xanh âm thầm vẫn sống bao mối thương vang dậy trong lòng. Vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về, ai quên ghi vào gắn đã bao nguyện thề. Nhìn trên trời xanh biếc bao la, người mong chờ vẫn nhớ nơi xa. Bao nhiêu năm bọn con đứng đợi trông về, bao nhiêu phen thời gian xót phai lời thề. Người tung hoành bên núi xa xa, người mong chồng con đưa muôn nơi hồn vong phương. Quá nhiều tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này, và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con. Mình làm một cái gì đó khác biệt thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người. Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con. Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con? Nó phải có tiếng trống, nó phải có nguyên một cái dàn hợp xướng, nó phải có tất cả những cái gì đó nó hỗ trợ. Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi, cho nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng. Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh con đang vỡ giọng, cho nên giọng của con không có lợi thế ở những nốt cao. Thì với bài này á, các chú cũng đã lách cho con tránh những cái tông quá cao. Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á, thì bài nó bị trì quá. Còn với Quỳnh Anh thì cái những cái phần hát của con ngày hôm nay thì lại rất là thành công. Con hát những cái trữ tình nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào, có những cái âm hưởng nó rất là ngọt, và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp. Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi. Cảm ơn cô. Và tiếp nối là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú, những giọng ca rất là kỳ cựu thể hiện. Và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này. Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn dành cho Quỳnh Anh. Bởi vì cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng. Chú nghe chú có cảm giác giống như là chú có thể tưởng tượng được là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương, và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ, nghe rất là thương cảm. Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã trưởng thành hơn những cái vòng thi trước, và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng. Hai con đã dám bạo gan trình diễn tiết mục này để thổi hồn cái tình yêu dân tộc, tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình đến với khán giả khắp nơi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đó, chú Nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát, cho nên tụi con phải tự tin. Một tráo tay cho Đức Vĩnh và cả Quỳnh Anh nữa. Lửa thơm lửng cả bàn tay,
là thơm nắng hôm nay khi em được cơm cho mẹ vui y cây. Trong tâm nhìn có xe ô che nắng dăm mát đường em đi. Trường của em bé bé nằm lặng giữa rừng cây, cô giáo em che chè dạy em hoa rớt hay hướng rừng trên hướng cũ. Lại là một miền đất khác đúng không ạ? Các bạn học sinh ở đồng bằng thì đi học khá là đơn giản thôi, nhưng trên miền núi thì lại khó khăn hơn, nhưng lại có những cái kỷ niệm và những cái nét đẹp khác nhau. Tụi con ngày hôm nay đâu? Giơ cái dù lên coi. Dạ. Trời ơi, xinh quá trời xinh luôn vậy á. Không biết là chú Hòa Nhật Nam cảm thấy như nào ạ? Xin mời chú. Tiết mục này làm cho chú muốn một lần được lên những miền Tây Bắc xa xôi, có những cái ruộng bậc thang hoặc là những cái vùng hoa tam giác mạch rất là đẹp. Hai cô bé cậu bé Văn Minh và Ngọc Giàu bình thường rất là tăng động và rất là quậy, nhưng mà đưa vào những bài hát nào mà nền nã và nhẹ nhàng du dương là chú lại thấy là tụi con vẫn giống như đang ém cái nguồn năng lượng đó. Và hôm nay cũng làm cũng diễn rất là nhẹ nhàng để phù hợp với cái nội dung bài hát. Và rất là dễ thương là cô Ngọc Giàu á, là được ban tổ chức sắp xếp cho bộ đồ này, là cô nói ngay với chú Hoàng Nhật Nam là chú ơi, ở nhà con có một cái dù màu cam, ngày mai cho con đem theo để con diễn luôn nha, vì cái dù đó rất là đẹp. Đó là hôm nay là cái dù đó là của bé đó, và rất là hợp phải không quý vị? Dạ, rất hợp luôn. Và với Văn Minh á, thì Văn Minh có một cái điều bất lợi là cũng đang độ tuổi vỡ giọng. Nhưng mà chú nghĩ rằng với những sự thể hiện của con, và đặc biệt là tiết mục ngày hôm nay, thì cái sự vỡ giọng đó nó tạo nên trong giọng hát của con á, cái nét nam tính. Nhưng mà đâu đó vẫn còn cái sự hồn nhiên và rất là dễ thương của tuổi thơ. Cho nên là hai cái pha lại thì tạo nên cho con một cái nét nam tính rất là đáng yêu. Chú rất là thích
những cái phần tụi con diễn, bản lĩnh về sân khấu, về diễn xuất, về ngôn ngữ, gương mặt hoặc là tay chân hoặc là di chuyển cùng với nhau, cùng với vũ đoàn, chú thấy rất là điêu luyện. Chú nghĩ đó là một trong những cái lợi thế của hai con. Còn về phần giọng hát như thế nào thì chắc là sẽ để cô Văn Trang, cô Đoan Trang sẽ góp ý nha. Nhưng mà chú nghĩ rằng là đây một tiết mục rất là dễ thương. Chúc mừng hai con. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Dạ đất ơi. Lần nào cũng vậy anh, lần nào cũng vậy luôn á. Tới cái đoạn mà giám khảo nói xong cái dạ con cảm ơn đồng thanh gì đó. Dạ mời cô Đoan Trang tiếp nối luôn ạ. Hôm nay thì phần hát của hai con thì theo cô đánh giá một cách rất là thật lòng. Đó là cái lần này cái phần hát không bằng những cái lần trước. Nhưng mà cái cô bất ngờ và cô vẫn luôn tin tưởng cái cặp đôi Văn Minh Ngọc Dầu vô cùng. Đó là cái sự nhạy bén của các con. Cái sự thay đổi của tụi con. Tụi con không bao giờ ngần ngại cái việc mà học những cái điều mới. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái đó là cái mà các cô chú muốn được nhìn thấy các con. Nếu như mình chinh phục được tất cả những cái điều đó thì là xuất sắc rồi. Nhưng nếu như tuần này mình tốt, tuần sau một cái bài học mới mà mình chưa trọn vẹn, mình phải đi thi để qua cuộc thi mình trui rèn mình hơn. Đó cho nên cô chỉ nói với cái khía cạnh là cô chia sẻ các con như vậy chứ các con không có việc gì mà phải lăng tăng. Hả? Rồi, trang phục hôm nay quá đẹp tụi con. Cái tạo hình của tụi con rất rất là đẹp luôn. Cái dù màu cam á mà chú Hoàng Nhật Nam vừa kể ra để thấy là Ngọc Dầu là một em bé rất là thông minh. Con rất là biết cách làm sao để cho con được nổi bật. Đó, một cái dù thôi nhưng mà con cảm nhận được nó phù hợp với bộ đồ. Con có quyền con nói lên cái ý kiến của mình. Con xin chú, xin cô để cho con xài cái đó. Bởi vì con biết là cái đó nó phù hợp. Cái đó là một cái điều, một cái tư chất của một ngôi sao đó con. Rồi, Văn Minh, mặc dù con có một cái vấn đề là bể giọng gì đó đi, nhưng mà hãy xem đó là cái thế mạnh của mình. Bởi vì khi mà một giọng nam được vỡ giọng ra ở cái tuổi dậy thì lúc đó là cái lúc mà các con có cái độ trầm, độ dày của cái giọng nó đang phát triển. Thì mình phải luyện tập, mình phải xem cái đó là cái điểm chuyển rất là quan trọng để mình nâng nó lên một bậc khác. Từ đây nó sẽ tiến bộ hơn, nó sẽ phát triển hơn, nó sẽ chuyên nghiệp hơn nha con. Phải biến những cái khuyết điểm thành cái ưu điểm của mình luôn. Đó mới là những cái tiến bộ mà mình cần phải có. Cái phần bè cô nhắc ở cái chỗ như thế này là cô nói để cô chứng minh tại sao phần hát của mình không bằng những lần trước chút xíu. Dầu mai mốt con bè bất cứ lúc nào cũng vậy. Con bè thì con phải bè cho hết cái chữ. Bạn diễn của con bè ví dụ như đưa cơm cho mẹ đi cây, là con phải nhìn mình lúc nào Minh đóng cái chữ thì con mới đóng. Chứ còn hôm nay là bị cái là Minh còn ngân mà con đã đóng rồi. Thì cô nghĩ là chỉ đó là chỉ là một cái điểm nhỏ thôi. Nhưng mà dần về ao con bị thêm cái nữa. Có nghĩa là mình vội vàng bởi vì sau đó là tới cái phần solo của mình. Đúng cái rồi. Mình lật đật mình đóng lẹ cái phần bè để mình lo cái phần solo của mình, hiểu không? Thì cái đó nó sẽ mất hiệu quả. Cho nên hát phải thực sự bình tĩnh nha con. Còn ngoài ra thì cô vẫn rất là đánh giá cao cặp đôi của Văn Minh Ngọc Dầu. Cảm ơn tụi con. Dạ con cảm ơn cô. Hên quá, lần này em chuẩn bị tâm lý rồi. Chứ những lần trước là giật mình. Xin mời cô Vân Trang ạ. Thật sự riêng cô Vân Trang thấy thì với hai cái bài hát này có vẻ là nó phù hợp với lại cái giọng nữ hơn. Và từ trước tới giờ thì mình nghe hai bài hát này là thường giọng các bé, các bạn nữ giọng trong trẻo, thánh thót, nó sẽ toát lên được cái bài hát này hơn. Văn Minh đúng dạ. Rồi thì thành ra là cái giọng của con đang ở cái giai đoạn vỡ cái giọng, thành ra là nó sẽ không có thể hiện được hết những cái mà cô nghĩ là cái bài hát nó phải nên cần như vậy. Tuy nhiên thì cô thấy được là con rất là tinh tế trong cái cách xử lý, trong cái cách nhả chữ khi con hát và luyến lấy nữa. Thì cô thấy là đó là một cái sự cố gắng cũng rất là nhiều với con. Về tổng thể thì cô thấy cặp đôi của mình là một cặp đôi rất là thông minh. Bởi vì cô theo dõi qua từng tuần thì là tụi con có những cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Và nó rất là phù hợp với cái sân chơi này. Chia sẻ một tí xíu là cô với lại thầy Quốc Đại, anh Quốc Đại cũng đã từng có một cái thời gian tham dự một cái chương trình cũng ca hát. Và hai người lên sân khấu là làm đủ thứ trò hết là để cứu lại cái giọng hát của cô. Con hiểu không? Anh Đại thì hát hay lắm rồi. Chỉ có cái là Vân Trang giờ hát bình bình thôi, cho nên là giờ mình phải làm cái khác cho người ta coi, để lắp qua cái giọng kia. Hát nha, đúng rồi. Thì cái khó là mỗi tuần mình phải suy nghĩ, mình phải có một cái gì khác, cái gì độc đáo, cái gì lạ. Mà hai anh em cũng hợp nhau lắm. Có nghĩa là phải suy nghĩ mình sẽ làm cái tiết mục gì mà từ đó giờ chưa có ai dàn dựng.
nó phải hay như thế nào và mỗi tuần nó phải khác nhau ra làm sao để ít nhất là phải đối phó với lại ban giám khảo. Ban giám khảo thấy là tuần vừa rồi mình khác, tuần này mình khác, đó là cũng là một cái lợi thế của mình. Thì riêng cô thấy thì cái cặp đôi của con là một cặp đôi rất là thông minh. Con biết nắm bắt cái điều này cho nên là mỗi tuần con mỗi khác và mỗi thể hiện mình khác nhau. Cô hy vọng là từ đây cho tới cuối chương trình con sẽ phát huy cái thế mạnh đó của mình nha. Cảm ơn hai bạn. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Một tràng pháo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dao ngày hôm nay. Cảm ơn tụi.
cả xóm làng thương cảm cùng nhau. Quê hương ôm khúc buồn rầu, Bắc Nam kêu gọi tình bầu bí chung. Tai họa ở chốn khôn cùng, lòng ai cũng nghĩ sống chung cõi đời. Em thơ phân chia cả mong manh qua mùa đông xa lạnh, ôm chan sách cửa nhòe và viết những dòng lưu buồn. Mấy cô chú, mẹ con chú thấy mẹ con ở đâu không? Mẹ con chú, mẹ con ở đâu? Mẹ là con. Mẹ về một thế giới ấm áp tràn yêu thương, nơi sẽ chia hai phút. Về một ngày tươi sáng cho em những gì để bạn đó là mái trường. Rồi dạt em bước cánh nắng hồn nhiên như chim bồ câu tung cánh. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của chú Hoàng Nhật Nam như thế nào ạ? Dạ xin mời chú. Cuộc sống thì có muôn vàn những cái thử thách từ thiên nhiên đúng không mấy con? Và trong năm vừa qua thì chúng ta cũng có thấy cháy rừng ở nước Úc chẳng hạn, cũng đã gây ra tang thương cho con người cũng như rất rất là nhiều loài động vật, rất là đau lòng. Còn ở trong cái tiết mục của tụi con thì lại tái hiện về những cái cơn bão lũ đi qua, cuốn đi theo những cái nhà cửa và rất là nhiều, trong đó có cả sinh mạng con người. Nhưng mà trong tiết mục vừa rồi thì cái sự nhân văn đó là đã cho đứa con gái và bà mẹ đã gặp nhau. Cảm ơn hai con về cái thông điệp, về cái tình thương, sự đùm bọc nhau của con người trong cuộc sống. Hai con thì tuổi còn rất nhỏ, rất là hóm hỉnh, vui tươi, tinh nghịch. Nhưng mà trong tiết mục này nó cần đòi hỏi về chiều sâu, thì hai con cũng đã thể hiện được cái điều đó. Chú chúc mừng hai con và rất rất là xúc động về tiết mục này. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế không biết là cái cảm giác của Vi đến với tiết mục này của hai con như thế nào? Tụi con giống như sinh ra để làm nghệ sĩ, cái sự hóa thân phải nói là rất là trọn vẹn, làm cho khán giả rất là xúc động. Và cái thứ hai nữa là khi mà hát cái bài này thì đặc biệt cô lại phải nói là tụi con biết lắng nghe nhau. Tại vì khi một người hát chính thì cái người kia bè biết điều tiết cái âm lượng của mình rất là tốt. Cho nên là phải nói là hai bạn, thứ nhất là được sinh ra để làm nghệ sĩ, và hai bạn thứ hai đó là được sinh ra để hát cùng với nhau hay sao á, khóa hợp. Wow. Dạ, cảm ơn cô. Tiếp nối xin được mời cô Đoan Trang. Một trong những cái điều mà cô luôn luôn đánh giá cao Văn Minh và Ngọc Dầu, đó chính là phong độ của các con. Đêm hôm nay là đêm chung kết rồi, các con vẫn ngọn lửa đó, vẫn cái tinh thần đó. Cô muốn thấy Ngọc Dầu với Văn Minh không chỉ trong chương trình này mà còn nhiều chương trình khác nữa, và các con luôn cùng tiến bộ với nhau như thế này nha. Chúc mừng hai đứa con. Dạ con cảm ơn cô. Chúng ta nếu muốn bảo vệ thiên nhiên thì chúng ta hãy làm nó ngay từ bây giờ và từ chính trong cái khuôn viên ở nhà của chúng ta. Bây giờ để bảo vệ môi trường mình nên làm gì ta? Con mời con. Dạ cách đầu tiên là chúng ta tiết kiệm điện, nước, ít xài những vật nhựa như bao ni lông và ống hút nhựa. Và chúng ta nên giảm đi cái sự, ví dụ như là chai nước chúng ta nên tái chế lại. Đó. Và khai phá rừng một cách hợp lý, có theo chế độ và tiết kiệm. Và sẽ có một mục tiêu là phủ xanh đồi trọc ạ. Wow, rất là nhiều thông tin đúng không ạ? Và xin được cầu mong là những cái thông điệp đến từ chương trình Cặp Đôi Vàng Nhí sẽ lan tỏa nhiều hơn với chính những người bạn nhỏ này, những mầm non của đất nước Việt Nam. Một tràng hô tay xin được chúc mừng cho hai đứa con Văn Minh và Ngọc Dầu. Con cảm ơn ạ. Không đôi
đi, mẹ chẳng cần, đã khuya lắm con hãy ngủ đi, mẹ muốn thức. Những đêm trắng con về đó chợt mơ mát, lắc thấy mẹ, mẹ nói rồi cũng chỉ là vì con thôi. Giọng hát rất là cảm xúc của Ngọc Dầu. Và cũng xin được cảm ơn Vũ Công, biên đạo Kim Anh và đặc biệt là bé Thảo Vi, top 3 của lớp nhảy múa chương trình Thử Tài Siêu Nhí. Nguyễn Khang cũng muốn nghe một chút chia sẻ tình cảm của cô Ốc Thanh Vân. Cô, mọi người mẹ không bao giờ muốn nói dối con mình đâu. Nhưng mà đôi khi vì một lý do gì đó, họ buộc phải có những lời nói dối. Những đứa trẻ rất là tinh tế, các em vẫn biết rằng mẹ đang nói dối, biết là cảm xúc của mẹ ra sao. Sự kết nối giữa mẹ con á, là một sự kết nối không thể tách lìa, dù với bất kỳ một lý do gì. Và đến khúc cuối cùng khi cô nhìn thấy hình ảnh của bạn Ngọc Dầu và mẹ của con, tự nhiên cô thấy bao nhiêu cái sự vất vả lo toan của mẹ con dành cho con. Không chỉ là trong chương trình này mà trong tất cả những hoạt động khác của con, tự nhiên cô thấy thương mẹ con vô cùng. Và cô cũng thương tất cả những phụ huynh khác của chương trình. Là một người làm mẹ cho nên cô đồng cảm vô cùng. Cô cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều. Có những lời nói dối mình cần phải nói, nó làm cho tâm hồn con không vững được. Và cô thì cũng không ngoại lệ đâu. Có đôi lúc mình cũng phải che giấu, mà đối với con mình là máu thịt của mình, những cái gì tốt nhất là đều dành cho con. Cô chỉ nói về cái ca khúc này, cô cảm thấy nó rất là hay. Con hát giọng con tốt, con có tình cảm, truyền cảm trong đó. Nhưng
mình để ý cái cách mình phát âm và mình nhả chữ ra nó rõ lời một tí xíu nữa là con sẽ rất là tốt nữa. Trong bài hát này thì mọi thứ đều tròn trịa và rất là hay. Chúc mừng tiết mục của con. Con cảm ơn cô. Không biết sao nhưng mà hồi nhỏ Như không bao giờ cảm nhận được mẹ đang nói dối, cho đến khi mà Như lớn lên á, phải bươn chải, phải làm việc và phải gánh vác phụ cha mẹ mới phát hiện ra lúc trước là cha mẹ hay nói dối mình. Và khi vấp váp bên ngoài mới phát hiện ra là mình bị nói dối. Con giỏi lắm, con của mẹ là tuyệt vời nhất, con của mẹ. Dù con mình có te tui như thế nào thì gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất. Cô Như ít khi nào xúc động mà khi bài này cô lại bị xúc động, bởi vì cái phần minh họa rất tuyệt vời. Nó hỗ trợ tuyệt đối vào bài hát. Cái ôm cuối cùng của đứa con ôm là một cái ôm tha thứ. Mẹ ơi con tha thứ, con biết hết, mẹ ơi không sao cả. Một cái ôm nó nói lên tất cả. Sao mà con chọn cái bài hát này vậy? Lúc mà con hát bài Lòng Mẹ thì ngày mà con sắp chạy chương trình thì ngay lúc đó con là bị sốt amidan. Và mẹ con thức đến tận 5 giờ, 6 giờ lo cho con. Khi mà con vừa tỉnh dậy thì con hỏi mẹ ơi sao mẹ không ngủ đi. Thì mẹ con nói là mẹ ngủ nhiều lắm rồi, con ngủ đi, hồi lát mẹ ngủ liền. Mặc dù lúc đó con biết là mẹ không có ngủ. Và sau bài này, con muốn hát bài này để gửi lời cảm ơn đến mẹ con, đến những lần mà mẹ con đã nói dối con để dành tất cả tình yêu thương qua lời nói dối. Chúc mừng con một bài hát rất hay, rất tuyệt vời. Chúc mừng con.
trước khi mà đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên thì Nguyên Khang muốn hỏi một chút tâm sự của Ngô Kiến Huy. Những số đầu tiên em chia sẻ là thật sự là ba của em là thủy thủ thật. Thường ba đi tàu thì 2 năm mới về nhà một lần và về rất là trong thời gian rất là ngắn, tầm một tuần đến khoảng nửa tháng là cao nhất, sau đó là phải đi tàu Biển Dương tiếp. Và khi mà ba về hưu rồi đó, sức khỏe không cho phép đi tàu Biển Dương nữa, thì em một ngày khi em trong căn phòng em nghĩ là mình thử mình tắt hết mọi cái đồng hồ lại, những cái mạng xã hội về mọi thứ mà đang xảy ra thì thời gian nó vẫn trôi, thì làm sao để níu kéo ra tuổi xuân của ba nữa. Vì thế bài hát này giống như là một cái lời nhắc, chỉ cần một sự quan tâm, một câu hỏi: ba mẹ hôm nay khỏe không, ngày nay như thế nào, đó là đủ những cái thứ mà ba mẹ cần rồi. Và nghĩ đó là cái cảm hứng để viết bài hát này. Cảm ơn Huy rất là nhiều. Không ngờ là bên ngoài một chàng trai rất là sôi nổi lại là một người rất là tình cảm, đúng không ạ? Cái lời lẽ rất là ý nghĩa và nó thật sự nó chạm trái tim anh. Ẩn chứa ở đằng sau một cái bề ngoài mà luôn luôn lì lợm, quậy phá, nhưng mà anh cảm nhận được nay em đã cho mọi người thấy được cái chiều sâu này của em. Mọi người hãy cho Huy một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Tại mọi người không tiếp xúc với em thấy ở Huy lâu lắm rồi, em biết cái chuyện này Huy là một người tình cảm. Em tiếp xúc với ba của Huy rồi và em hiểu là tại sao Huy như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Đứng ở khía cạnh của một diễn viên thì cô thấy rằng có lẽ là Hải An sẽ phải làm chủ sân khấu hơn nữa, bởi vì không gian rộng lớn này là của con. Những cành cây khô này cũng là một phần trong bài hát của mình. Mình sẽ không có quá tách biệt với cái không gian mà mình đang đứng. Nếu như mà cái điều đó nó được tròn trịa hơn thì cô nghĩ là tiết mục này cũng sẽ có số điểm rất là cao. Con cảm ơn cô. Cảm ơn con. Cô chú nói đúng, con thấy không? Con sao vậy? Con bị hồi hộp đúng không? Dạ hơi hồi hộp chứ. Đúng, chính xác. Khi con bước chân ra đây, bước chân đầu tiên cô thấy rồi, tiêu con bé rồi. Hôm qua lúc đúng mà rồi. Tập là đã tập cho con tương tác với những cái bối cảnh ở trên sân khấu để mà khán giả có thể nhìn theo, thả hồn vào bài hát. Thì hôm nay cái sự con đưa tay mà cũng không đưa ra hết thì là cô biết là con đang không tự tin. Và cái điều đó nó có ảnh hưởng đến giọng hát của con nữa. Hôm qua khi mà con tập hát với Ben thì cô thấy cô rất là thích bài này. Và hôm nay không phải là không thích nữa, nhưng mà cô thấy ước gì con có thể hát hay và thoải mái như lúc con tập thì con sẽ rất là tuyệt vời. Lần này sẽ là một lần rút kinh nghiệm rất là nhiều của con để con có thể là hãy tự tin lên, bởi vì chúng ta chỉ có một lần thể hiện thôi. Ha, cố lên nha con. Con cảm ơn cô. Mình cứ nuôi mong đợi. Mình cứ nuôi mong đợi.
quanh có đường làng quê, nàng thôn nữ ma hồng càng xinh. Em đang còn thơ ngây, còn chưa bước ra ngoài làng quê. Em chỉ biết yêu thôn làng miền quê, yêu đồng lúa xanh bên đỏ bờ đê và mưa nắng hai mùa mà miền hương chan hòa. Em là cô gái quê, còn chưa biết chỉ một câu hương thề. Minh Ngọc xin được cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Chúng ta sẽ cùng đến phần nhận xét của gia đình Vân Vũ. Xin mời. Con là một trong những cái giọng mà chú nghĩ là có cái sự điêu luyện ở trong cái chương trình này, và con luôn luôn giữ được cái thần thái rất là bình tĩnh, rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Và hôm nay là huấn luyện viên của con đã tạo một cái không gian rất đẹp, rất nên thơ, đúng như cái lời thi vị ở trong cái bài hát đó. Ở con có một cái này mà cô nghĩ là nghệ sĩ nào đứng trên sân khấu cũng muốn có cái điều đó. Đó là gì biết không? Cái hào quang. Có nghĩa là khi mà con đứng trên sân khấu, nhìn con tỏa sáng và con rất là cuốn hút. Cô nghĩ rằng con sẽ còn tỏa sáng và hơn thế nữa. Con đã có được một cái mà ít người nào có được, đó là cái sắc và cái thanh. Con có được hết tất cả những thứ đó. Con chỉ cần bước lên sân khấu là con đã thu hút được cái nhìn của tất cả khán giả rồi. Ban đầu thì nhìn giống như chị Hằng Nga, càng về sau thì nó càng dung dị nhẹ nhàng như một cô thôn nữ. Cái nét đẹp của con nó vừa nhẹ nhàng mà nó vừa chín mùi, mà nó vừa trăng tròn, mà nó có chung là nó rất là thu hút, mà nhìn mà mắt mê mắt mệt luôn á con. Nghe hết nguyên một lỗ tai và nhìn hết tất cả những cặp mắt vẫn không tìm được hay là soi xét được cái gì đó xấu và không hay. Ruộng đồng bát ngát, nắng lấp loáng chiều vàng, mênh mông chân trời, ta lưng trâu về nghe xa lời mẹ gọi. Đơn sơ mái tranh nghèo, có thương con dài lặn lội phương xa.
tràng hỗ tay cho cô gái nhỏ của em Hồ Thảo Nguyên. Con quê ở đâu? Một tí đi. Dạ, con tên là Hồ Thảo Nguyên. Năm nay con mới sinh nhật được 12 tuổi và con quê ở Đắk Nông. Con thích dòng nhạc này hay sao? Dòng nhạc này thì con cũng rất là thích, nhưng mà con vẫn có thể hát được nhiều dòng nhạc khác hơn. Cái này là cái cô Hà chờ đợi nhất. Cô Hà biết hát thể loại dân gian nha. Nhưng cô Hà sợ cái khả năng của mình chưa đủ để có thể dạy cho con hát hay hơn về dòng nhạc này. Nên ngay bây giờ cô Hòa rất muốn con có thể hát một câu nho nhỏ ở một thể loại khác. Con hát rock ạ. Rock được nha, vỗ tay cho bé Thị một đoạn ngắn thôi. Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì ai? Bão lũ thét gào, nắng cháy khô cằn, thiên tai buồn mùa vì đâu? Vì ai? Vì ai? Vì ai? Ôi, nổi hết nổi rồi. Trời ơi, chú đoán không sai. Con biết làm sao trời không? Ơi là trời. Thật ra không phải khóc, không phải khóc, con ơi mạnh mẽ lên. Có thể rằng là ngày hôm nay cái bài nhạc này có một phần nào đó chưa phù hợp với chất giọng của con. Và chú đinh ninh ở trong lòng là chắc là sẽ có một dòng nhạc nào khác bé có thể tỏa sáng hơn. Hồi nãy là cô Hoàng Minh Di muốn gặt cái cần đó liền, nhưng mà chú nói thôi để xong hết đi, để xem bé còn những khả năng nào nữa. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của cô và chú. Cả ngày hôm nay thì cô Hòa cũng muốn là ngoài để cho quý vị khán giả biết được con có thể hát thể loại dân ca, thì khán giả sẽ chờ đợi vào vòng tiếp theo để con có thể thể hiện được những cái gì. Hát một ít thế thôi, và cô sẽ dạy cho con hát cái thể loại dân ca nó ngọt ngào hơn với cái khả năng mà cô có. Chúc mừng con đã có cô rất nơi vui để mình con. Có thể tỏa sáng nữa trong tương lai đúng không ạ? Một tràng hô tay chúc mừng cho đội màu đỏ. Cố lên nha. Con cảm ơn các chú ban nhạc. Ngoan dễ sợ. Rồi, chúc mừng con. Trời ơi. Đấy là con hát mà thì có trời nổi da gà mà chú nổi 2-3 lần. Nổi rồi chú chùi lại rồi mình nổi nữa. Đúng rồi đó. 2-3 lần. Dạ con cháu rồi, con cháu em thôi ạ. À. Chưa nói chuyện xong bé này. Tôi ngồi nhìn nó bay bay.
tí xíu về tụi con đi nào. Đầu tiên. Dạ con chào 6 vị huấn luyện viên. Và con cảm ơn ban nhạc đã hỗ trợ con hoàn thành Ngoan quá. Con tên là Huỳnh Như Hà Vi. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Sóc Trăng. Dễ dạ, xin luôn. Chào tất cả mọi người. Con tên là Võ Nguyên Ngọc Nhi. Năm nay con 10 tuổi và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Cho hỏi nhẹ một câu là cái đội đã lựa chọn anh Trung và Diệu Nhi cảm nhận như thế nào về tiết mục này? Đã gạt cần rồi thì phải nói là rất là thích. Thích từ cái cách con biểu diễn, cách hát mà tụi con tự nhiên nữa, mà không phải ai cũng có. Nên thôi bây giờ thì cũng đâu có tranh giành gì đâu, nên thôi mình cũng... Mình cứ thông thả thôi. Hai đứa con dễ thương lắm. Giỡn rồi này kia, nhảy rồi này kia, xoáy động. Xoáy động là gì? Khuấy động không khí. Mọi người đừng có nhìn em cho mấy cái giáp giáp này coi. Đâu có đâu, em nhìn coi là chị tự tin như thế nào khi thể hiện những cái mình muốn. Nhớ bây giờ động đạo cái độ căng thẳng không? Bây giờ nè, cả ba đội cùng chọn đi. Dạ, bây giờ chơi giỡn trời ơi. Thì tại vì em nói là em... Bây giờ nè em sẽ cố tình đừng bấm. Phát huy cái khả năng thuyết phục của đúng chị. Đúng rồi, bây giờ mọi người thôi rồi, thôi thôi, mấy người này kỳ quá, đi về lại liền đi con. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi.
anh bé phi thường. Bài hát ấy khiến con sương sương khi đứng dưới cờ đỏ sao vàng. Bài hát ấy con nghe hôm nay là điều tuyệt vời chân liên của cả dân tộc. Cùng xèo người ngân vang câu ca đường đàn Việt Nam ta. Cảm ơn tụi con với một tiết mục mở màn đầy niềm tự hào và đặc biệt hơn là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chính tụi con đã mang lại một cái sức nóng quá là tuyệt vời trong ca khúc này. Chia sẻ một tí xíu về cảm xúc của mình, xin mời Hòa Minzy và Huỳnh Lập. Đây là một tiết mục tam ca có một nam và hai nữ. Sự kết hợp giữa giọng nam và giọng nữ là một điều mà không dễ dàng. Thì cái cách mà anh Trung phân chia các con rồi các câu để làm thế nào mà các con hát được đúng nhất cái phần của mình và thể hiện đúng nhất được cái khả năng của mình là một điều mà rất là khó. Nhưng mà ngày hôm nay thì các con đã thể hiện rất là xuất sắc, mang lại cho tất cả mọi người ngồi đây ai ai cũng cảm thấy rất là hãnh diện và tự hào về Việt Nam. Chúc mừng các con. Dạ, xin cảm ơn. Đối với chú thì ngoài giọng hát ra, chú còn xem cái hình thể của tụi con, cái cách hoạt náo của tụi con như thế nào. Thì tụi con tự nhiên nhớ đúng cái câu đó, tụi con đi qua anh đây. Cái nhớ đúng câu thứ hai tụi con qua anh đây nó bị rập khuôn. Cho nên là mình sẽ rút kinh nghiệm về vấn đề này. Một khi là mình đã đứng ở trên sân khấu rồi, mình cứ thoải mái hết, mình quên đi những cái gì một cách rập khuôn đi. Tức là ý chú Lập nói là rất đúng. Tuy nhiên mình lại phải nhắc lại là thời gian tập rất là ít. Và nếu mà mình nói là khi mà mình quên đi những cái mình đã tập, những cái dập khuôn thì nó cũng không phải. Bởi vì nếu mà mình quên đi thì bây giờ bạn này quên, bạn này làm cái này, bạn kia làm cái khác thì tự dưng nó lại không trở thành một cái thể thống nhất nữa. Cái mình nên động viên là các con, là vì các con thi đầu tiên nên như thế đã là rất tốt rồi. Yeah, chúc mừng. Xin cảm ơn cô. Cho Hồ Bà Chu xin được binh đội của em chút xíu. Dạ được. Về bài hát này, thường thì các cặp khác người ta chỉ hát một bài thôi, tụi con hát liên khúc, tụi con phải học bài, vừa học bài vừa dựng đội hình. Khi mà Hồ Việt Trung muốn bài hát này là muốn sẽ có sự dàn dựng, cái sự hùng hồ, chứ đứng một chỗ mà hát thì nó lại mất đi cái chất tuổi trẻ sôi động hơn. Yep. Là phải di chuyển đội hình liên tục. Chú luôn luôn dặn tụi con là tụi con phải cười. Thật sự là lúc đầu gặp là không cười luôn á. Bé căng thẳng á. Từ ngày đầu tiên gặp là không cười rồi, cứ năn nỉ không. Cười giùm chú đi mà, cứ năn nỉ con cười giùm chú. Em binh vực đội anh xíu. Cảm ơn. Thoải mái đi. Được này em cho nè. Khi mà chú Trung dàn dựng cho con cái bài hát này, chú thấy là chú Trung là một người rất là lắm chiêu. Tức là chú Trung biết được là trong một tiết mục như vậy á, chú Trung cần phải làm cái gì để có một cái phần khán giả phải tập trung hết vào cái phần biểu diễn của tụi con. Chú Trung đã rất là khôn khéo trong cái việc là để mọi người đứng dậy và cùng nhau hát quốc ca. Và em rất là mong đợi những cái tiết mục tiếp theo của đội anh sẽ như thế nào. Yeah. Cảm ơn anh Duy. Anh hiểu lầm ý em rồi. Ý là mình không thể nào bắt mấy bé đứng một chỗ. Nhưng mà tại vì mấy bé nhớ là lúc này chạy qua này, lúc này chạy qua kia. Cho nên là em cứ trấn an mấy bé rằng là mình thoải mái, mình đừng có để nó trở thành một cái khuôn áp đặt cho mình. Chú Lập nói vậy nè, mình nhớ nhưng mình đừng để lộ cái mặt mình ra mà người ta biết là mình đang nhớ. Đúng vậy. đúng không? Em vừa binh vực anh Trung thì giờ tới Khả Như sẽ binh vực Quỳnh Lập mà. Dạ. Em ngồi đây thì em thấy như thế này, tiết mục này là một tiết mục được dàn dựng rất là thông minh, thông minh về bài hát, về cấu trúc, về mọi thứ. Nhưng mà các con bị thiếu cái tự tin ở bên trong. Khi mà chúng ta tam ca như thế này thì chúng ta phải có cái sự phối hợp về cách giao lưu trên sân khấu. Đây là một tiết mục giao lưu với khán giả nhưng mà ít giao lưu với nhau.
Thì cái này em nghĩ chút xíu vậy thôi anh Trung mà. Muốn truyền lửa thì bên trong mình phải có lửa. Dạ, riêng Như thì khi mà nhận xét tiết mục này thì Như cảm thấy đã lắm. Chúc mừng đội của anh Trung và Diệu Nhi. Xin được cảm ơn. Còn mẹ Diệu Nhi ơi, mời mẹ. Trời, coi đầu khóc các em, coi đầu khóc, coi đầu khóc nè. Các cô chú nhận xét là cũng đúng hết. Tại vì các con cũng bị cái điểm đó từ lúc mà các con đã tập rồi. Diễn chung với nhau, ngoài cái chuyện mình có cái biết cái kỹ năng biểu diễn, mình còn phải có một cái chút gì đó tình cảm với nhau nữa. Mình mới hiểu được là cái người kia đang nhìn mình kìa, quay qua nhìn lại thôi. Vậy đó, thì không sao, cái điều này có thể thông cảm cho ba con được. Chỉ là sau cái vòng này thì tụi con cũng đã biết được cái khuyết điểm của mình rồi. Và ngày hôm nay tụi con trình diễn tốt hơn những cái buổi tụi con tập rất là nhiều. Cho nên điều đó là cô cũng chúc mừng ba đứa nha. Dạ. Xin cảm ơn cô. Một tràng hót tay cho ba bạn nhỏ đến từ cặp huấn luyện viên Hồ Vy Trung và Diệu Nhi. Chúc mừng tụi con. Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi, mua giùm con tờ vé số với. Giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em lành như áo xanh hồi đời. Mùa hoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Dù chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai mờ, thế giới hơi thêm màu xanh áo em. Ôi áo xanh như đời, ôi áo
tràng pháo tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hân. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này, với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống, và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng 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 nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng dạ, chị. Con cảm ơn cô. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay, tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra, nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó, là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó. Một tiết mục hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khải Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây, và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có, và mình thực sự muốn chia sẻ đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minzy. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện, nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá. Có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay á, nghe tụi con trình diễn á, thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minzy nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để cho tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Ôi, ví dầu, ví dầu, ví dầu, ví quả, ví lại, ví trâu vô chuồng. Vô chuồng trâu lại trở ra, mà trở ra trâu lại chứ trở ra trâu lại nhi dầu nhi dầu. Trời quá, người già khó ngủ, liêm diêm được chút xíu mà cứ dí dầu dí dầu. Bà dí tôi ra ngoài này luôn nè, bà nghĩ tôi là con trâu à? Sáng sớm làm gì mà cứ rần rần rộ rộ vậy? Ừ thì tôi tập văn nghệ. Bài hát hôm bữa tôi với ông tập đó, ông thuộc chưa? Thuộc rồi, bà bật nhạc đi, tôi hát cho bà nghe nè. Ông ngồi đấy tôi bật nhạc cho. Ừ.
biết ai nghe cũng hiền, nên tôi vội vã kiếm tiền. Anh sư học nhạc mong ngày làm quen. Anh ba còn giỏi lắm nghe, là chơi xóm dưới cứ khen anh hoài. Hát hay, đồ giỏi có tài, nhưng ngu để ý mong vui da. Mây và núi là một cái bài mà nói chung là mình làm cho nó vui. Nhưng mà đến cái này không còn hẳn là chỉ vui nữa rồi. Các con là quá vui và quá hay. Các con thật sự là lần này các con đã thể hiện được cái giọng hát của mình nhiều hơn rất là nhiều. Chúc mừng các con quá hết sức là tuyệt vời. Con cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát rất duyên dáng. Chú rất là thích cái giọng thoại của tụi con á. Già là phải rung lại nha. Lại đi. Bây giờ là chú muốn nhận xét hai đứa nè. Cái bài hát này nó hay lắm, nó rất là duyên dáng luôn á con. Ủa sao cái hộp dữ vậy? Chú rất là thích này, nó mới rung đó. Nó dễ thương cực kỳ. Và chú thấy tụi con rất là tự tin. Mà anh khớp với nhau không có rung một miếng nào luôn. Tụi con là vừa hát vừa diễn, không có bị khớp, không có bị lo, không có bị hoang mang bất cứ một cái gì. Có nghĩa rằng là tụi con đã tập rất là kỹ. Khoái là khoái cái cô mà nó không, bà già đó trời. Dạ Uyên, bà già quá trời luôn. Bà nhảy cái động tác đó, bà nhảy lại tụi con coi. Hai vô. Trời đất ơi, nhìn nhớ bà ngoại dễ sợ luôn. Mà cái khuôn mặt đó, trời ơi, cái tóc nè rồi cái khuôn mặt. Các con phải cảm ơn các cô chú hóa trang đó nha. Mà công nhận nha, cái bạn mà đóng vai ông già đó, dạ, con Quốc Hưng á, rất là giống chú Thanh Duy. Cực kỳ giống chú Thanh Duy. Bà kia cũng giống và Khánh Như luôn. Y chang luôn á. Trời ơi, như là copy bát gà gì đó trời. Lúc đi tập ấy kìa. Cái, từ một cái người đóng là vai nam, một người đóng vai nữ. Yeah. Ủa mọi người nhảy đi, mọi người tập nhảy cha 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 chung đi. Trời ơi, nhảy cha cha nè con. Ban nhạc cho em xin nam rồi, đặng vô em. Dạ. Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi, mua giùm con tờ vé số với. Báo đây, báo đây. Có ai mua báo không? Cô chú ơi, làm ơn mua giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao.
mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như áo xanh hồi đời. Mùa hoan em tôi mồ hôi ấy nước mắt rơi của mẹ tôi rơi ngày sâu ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Dù chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai mờ, thế giới hỡi anh thêm màu xanh áo em. Chiếc áo từng đêm em gói đầu. Dù mai nhé áo xanh mẹ trao ước mơ. Ngày như thôi hương, rồi mai như chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em, còn không với chiếc áo. Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hân. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này Như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này với sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một
nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhỡ đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được, miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng 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 nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng Diệu Nhi. Cảm ơn. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khải Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay. Tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra. Nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó, là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó. Một tiết mục hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ chịu, mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khả Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây, và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có, và mình thật sự muốn chia sẻ đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minzy. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện. Nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá, có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp và tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao, Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay nghe tụi con trình diễn thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minzy nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con.
Rất là dễ thương đúng không ạ? Đó là phần trình diễn của Quỳnh Nhi và Quốc Linh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn. Cho chú lên với tụi con luôn nha. Trời ơi, ở trên đây một đồng lúa xanh bao la bát ngát. Màu vàng mà em à, xanh đâu. Em tưởng tượng chị ha. Trời ơi. Dạ. Trình diễn xong rồi tụi con thấy sao? Mở màn có hơi run không? Sao? Dạ không. Dạ không. Một câu trả lời rất xúc tích. Dạ, cảm ơn con cũng không. Con cũng không đúng không? À, ngày hôm nay thì tụi con mở màn rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào rồi. Để xem cảm xúc của các cặp đôi huấn luyện viên như thế nào nha. Đầu tiên là mời chú Duy với cô Như trước ạ. Cô Như à, nãy con mà trả lời á, con có là cô Như không tin đâu. Tại vì thật sự khi mà lên sân khấu, hai đứa con không có thể hiện gì là mình đang rung và hồi hộp cả. Các con biểu diễn giống như là mình đang, sao ta, đang trình diễn chứ không phải là đang thi nữa. Chắc con không thấy được cô Như với chú Duy múa điên loạn ở dưới này đâu. Tại vì thả hồn vào cảm xúc với cái bài hát, không có cảm giác mình đang ngồi coi các con thi nữa, mà nó đang ngồi coi ca nhạc. Thật sự luôn á, Linh ơi, con hát tình cảm ngọt ngào. Còn Nhi thì hôm nay con giống như là một cái, sao ta, thiếu của thiếu nữ á. Thiếu của thiếu nữ, tức là thiếu nữ mà thiếu một xíu. Ờ, đúng không? Nó cái sự chững chạc của con cả về cái giọng hát nữa. Cô cảm thấy con tiến bộ. Con thật sự tiến bộ rất nhiều. Cái này phải cảm ơn chú Trung. Tại vì đúng cái e của chú Trung rồi. Nên đúng chú rồi. Chú Trung đã làm cho các con có một tiết mục rất đẹp mắt mà êm lỗ tai. Nói chung là cô rất thích. Chúc mừng hai con. Bây giờ mình cảm ơn gia đình nhà mình trước. Cảm ơn nghe tiếp nè. 2, 3. Dạ, con sẽ hay được đấy. Ê, được á, y chang con này. Y chang con này. Được vậy, tôi thích nè. Cái này tôi chịu nha. Cái này hình như con tôi. 2, 3. Dạ, con xin cảm ơn. Thôi, bỏ luôn đi. Thôi, bỏ luôn đi. Tôi thích đó. Có tình cảm ở trong tim. Con hát thôi, đừng nói, hát thôi con. Vâng, vâng. Tiếp tục ạ, xin mời Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập. Thấy cái màu vô gia đình bên đây ghê luôn. Màu đỏ đỏ, chói chói, đẹp, dễ sợ. Đúng là mở màn một tiết mục rất là một cái ram màu rất là tươi, rất là sặc sỡ, và nó đúng là theo kiểu là cái sự ấm áp, nhìn vào thấy rất là ấm áp về cái tình nghĩa con người của mình trong cái đất nước Việt Nam này. Cái tiết mục này nó thỏa mãn về cái phần thính giác và cái phần thị giác luôn, mãn nhãn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khúc cuối không biết có bị lấn cấn gì không mà sao cái cảm giác là nhắc nhẹ gì nhau trên đó đó. Sao tụi con, cái phần cuối á, sao phải nhắc nhau vậy? Vừa hát xong đó con nói vô tai của Quốc Linh cái gì vậy? Con nói gì? Con nói gì? Nhi con mới nói cái gì đó. Đoạn cuối cùng luôn á. Dạ con nói Quốc Linh là bình tĩnh. Ủa mà có mà bị cái gì mà không bình tĩnh mà? Dạ khi tập hai lần lên sân khấu hát hai lần bật lên định hát thêm lần. À đúng rồi. Tính hát thêm lần định nữa. Hát thêm, Linh hát thêm lần nữa tại còn nhạc á. À. Thôi nhắc nhẹ. Thế là con chững chạc hơn rất là nhiều. Trong bóng đá gọi là đội trưởng đó. Thật ra là bởi vì là đêm ngày hôm nay là một đêm thi không loại và lại là một đêm thi về quê hương đất nước nên cô Hòa cũng không muốn hoạt tình lắm. Mặc dù là cô chúc mừng tiết mục của các con, mặc dù có thể trong tiết mục khi mà các con hát á, Quốc Linh đôi khi vẫn bị hụt hơi nè, và hơi thở khi mà không chắc thì về vẫn những phần cuối câu thì con sẽ dễ bị mất hơi và không kéo dài được câu hát của mình đó. Bình thường là cô sẽ nhận xét kiểu như thế, nhưng mà ngày hôm nay thì cô cũng đã con nói rồi đã có. Trời ơi, mà rõ ràng không, lúc nào em cũng cổ vũ Quốc Linh hết á, lúc nào cũng ủng hộ và nói rằng Quốc Linh là một cái ngôi sao sáng trong lòng của cô Hòa. Cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ hãy lắng nghe gia đình mình nè, ba mẹ sẽ nói gì với tụi con thông qua tiết mục này nha. Xin mời anh Trung. Kính thưa mọi người, là hôm nay thì như Hòa thấy là Quốc Linh hát những câu cuối bị hụt hơi là đúng. Dạ. Chính xác là tại vì cách đây 2 hôm Quốc Linh bị bệnh rất là nặng. Dạ, vẫn thấy sụt xuyên đấy ạ. Bị cảm. Rồi chính Hồ Việt Trung đã đưa Quốc Linh đi bác sĩ, đi nội soi luôn á. Rồi. Là hiện giờ Quốc Linh bị rất là nặng nha.
bị viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng, bây giờ em đang bị phù dây thanh quản. Ôi. Nên là hồi nãy giờ hát gì là hay lắm rồi đó, chứ hồi hôm qua là ho rất là nhiều lên đó, nên là hôm nay lên đây hát như vậy là rất là mừng luôn rồi. Vâng. Nghĩa là ho dữ lắm đó, nói cái ho liền thấy không? Nãy giờ em ghê á, nãy giờ không ho, đúng lúc dễ sợ luôn. Cái là lên ho liền. Khi mà đến với vòng này thì Hồ Bùi Trung có nói với hai bé là vòng này mình không có loại, nên tụi con cứ hát thoải mái, cứ diễn thoải mái, không có vấn đề gì cả. Mình có ho đi nữa hay là mình có gì đi nữa thì cũng vấn đề. Không có sao hết, mình cứ hát tiếp tục đi. Mình cứ hát thoải mái, vòng này đâu có loại đâu tụi con nha. Nhưng mà cho dù vòng loại đi chăng nữa cũng cứ thoải mái hát thôi, không có gì mà phải căng thẳng. Hơn một tiếng, cao hơn một tiếng. Sao? Chú Trung lại khó tính nữa rồi. Cái gì nói cũng được á đó. Chú Trung khó tính lắm, chú Trung nói vậy qua vòng sau loại rồi các con lại căng thẳng nữa. Vòng loại không loại gì cứ lên sân khấu thoải mái, bình thường hết cho cô. Dạ, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong cái tiết mục mở màn của mình rất là ngọt ngào và lãng mạn. Một lần nữa một tràng hô tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Thank you. Cảm ơn tụi con, mời tụi con vào trong nha. Nhẹ nhàng tia nắng mai xóa tan sương mờ, nhẹ nhàng cơn gió đưa cuốn đi lá dầu, đọng lại đây chút buồn hạt sương trắng sâu màn đêm, đọng lại đây chiếc lá vương trên thân gầy. Dòng thời gian quá nhanh khiến cho sương buồn, mà đời còn như mãi đây, nắng mai sẽ về, rồi mà đêm cũng nhường ngàn tia nắng tan vào nhau. Đêm mang đi chút yêu cho chiếc lá kia khô, sương tan đi vội vã. Cô chú phải lên với con thôi. Trời ơi, màu vàng luôn kìa. Quá trời kìa. Con ơi, con tên gì vậy? Con tên là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Đà Lạt. À, con hát cái giọng con quá khỏe, khi con bước ra cái lửa của con ra rất là sôi động. Không biết là mấy anh chị dưới có giành giật kỹ với em không dạ? Thật là may mắn khi mà chú Trung đã chọn con. Cái lợi thế của con là giọng khỏe, nhưng mà đó cũng là cái nhược điểm của con, khi mà con hát nó sẽ bị cứng, nhưng mà chú sẽ có cách và cô Nhi nữa sẽ có cách để mà làm cho con mềm mại hơn. Con có một cái sự dạn dĩ. Nhi ơi, cái đó bạn không cần ở em luôn, tại vì bạn bước ra bạn dạn dĩ rồi. Đúng rồi đó, rất là tự tin luôn. Đúng rồi, chúc mừng con. Dạ, cảm ơn cô chú. Có một cái này có rất là nhiều, kể cả là các anh chị ca sĩ và kể cả đôi khi cả là cô nữa cũng mắc phải, đó chính là mình dùng một đoạn phiêu nhạc quá nhiều lần trong một bài hát. Con hát rất là nhiều lần, nên là cô mong con sẽ dành một đoạn hay nhất trong bài để con feel thôi. Như thế thì chắc chắn phần trình diễn của con sẽ rất là hay. Đồng ý. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô. Màu vàng luôn. Chúc mừng dạ, team màu vàng gia đình.
Come on, come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bill to have fun tonight. But I don't need no money as long as I can feel the beat. I don't need no money as long as the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gonna paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. No, I ain't got cash, I ain't got cash, but I got you, baby. Baby, I don't need to have fun tonight. Baby, I don't need to have fun tonight. Xin chào tất cả các huấn luyện viên. Con tên là Trần Ngọc Nhớ Hân và năm nay con 11 tuổi. À. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. Chú lập nghiệp ở đây. Cô cũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị cô sống ở đây làm việc chị, ở đây. Chị vâng. Chị về Hải Phòng. Chị đi về Hải Phòng. Hải Phòng. Chị. Nghe cái chất giọng á là con như là đúng ý của chú với lại cô Ly rồi. Một cái chất giọng rất là khỏe và chú nghĩ rằng là con có thể quậy hơn như vậy nữa. Đúng không? Con hát được rock không? Dạ được. Dạ được hả? Cái năng lượng của con cực kỳ nhiều. Nhưng mà lúc mà con hát á, cái vị trí đặt âm thanh của con á, nó vẫn còn chưa có được ổn định, nó lên xuống rất là bất thường. Vì thế mà cô chú có một chuyên gia để rèn luyện điều đó. Con chỉ cần vô đội cô chú thôi là bảo đảm một tuần sau là hát như là hát luôn. À, không, à, hát như là thần luôn đó, còn hát cực kỳ ghê rợn. Nhưng mà đội của chú là tất cả những thành viên đều có cái máu gọi là điên loạn hết. Con ơi, con có thích thi thủ mặt trăng không? Dạ thích, nhưng mà con thích Doraemon hơn. Con biết đề khi không? Đề khi đó giống y như chú vậy đó, chú là Dewey đó, thấy không? Kiến thức chú vô vàng lắm con. Ui, thôi đó, nín đi được rồi. Bây giờ như thế này, cô khi mà nghe con hát á, cái sự thoải mái của con, cái sự tự tin của con á làm cho cô quá thích.
Đúng rồi. Và nếu như có thể á, con cho cô một cái cơ hội để làm việc với con. Thứ nhất á, là con đã có được một cái tiềm năng bẩm sinh rồi, cô muốn được gọt giũa thêm và cộng thêm những thứ mà cô chú có sẵn trong người, cộng thêm những thứ mà cô chú sẽ đầu tư cho con, thì hy vọng con sẽ có nhiều tiết mục hay. Và cái cách hát không chỉ dừng lại đây đâu, con sẽ còn có những cái tiết mục khác nữa. Hy vọng con chọn đội của cô. Bây giờ cô về chỗ, cô đợi con nha. Dạ. Chú mà chú rất là thích con ở một điểm là gì? Con bung xõa hết mình, nhưng mà con nghe khoảng một cái giới hạn đó, lại là con lại là một cô bé rất là dễ thương và tinh tế. Hồi nãy có để ý nghe, ví dụ nha, quậy xuống đây. Lập ơi, Lập. Dạ con chào cô chú. quậy đây. Dạ con chào cô chú. Thích lập, như vậy đó. Lập ơi, tới Lập, chào. Bé nó quậy nó không có bị mà lòng thòng như em. Người ta quậy rất là chất luôn. Còn con của biết em là nó bị lạc lìa lạc lội. Rồi, giống như là về lạc lìa đó. Cô chú đã nói những cái lời chân thành nhất của cô chú rồi. Nếu mà con muốn triệu hồi Doraemon ở đây cũng được luôn. Cô chú không được gì ngoài cái đội ngũ cô chú cũng trên 4.000 người con nha. Con cứ quyết định đi, không sao đâu. Cô chú đợi tin con. Bây giờ nếu như bạn thích Doraemon thì bạn về chúng mình để mình có rất là nhiều bảo bối cho bạn luôn á. Giờ là khi mà thật sự là khi mà con cất giọng hát ra đó, sau cái tấm màn hình đó đó, thì cô nghe một cái chất giọng mà phải nói là vững. Và đặc biệt ở con tự tin trên sân khấu mà con còn biết cách tương tác với khán giả nữa, và cả xuống đây các nhà huấn luyện viên luôn, con không có gì mà sợ hãi hết trơn á. Cái điều đó là cũng là một cái lợi thế của con. Còn một vấn đề này nữa chú muốn chia sẻ với con, đó chính là màu sắc phong thủy. Trắng đen trắng đen, hồng trắng nó không vô lắm con nha. Ai nói, đây cũng có trắng nè, đây cũng có trắng nè. Đèn đầu lập. Đây nè. Trời ơi, trời ơi, em quên rồi chị Ly. Nãy giờ tất cả cô chú nói cũng nhiều rồi. Bây giờ con cứ làm theo những gì mà trái tim mách bảo. Tim là gì? Tim là tâm, tâm là chỉ có chính giữa nha con. Dạ, cảm ơn con. À, chú muốn đính chính lại một cái là trái tim nằm bên trái chứ không phải chính giữa nha con. Cái đó là về sinh học. Không có sinh học nào tim nằm ở giữa. Cái này là về nhân sinh học nha. Con ơi, chú không cần mấy cái này đâu. Con chỉ cần quẹo lựa là được rồi con. Bên trái là thuận ra trái. Chú biết con thuận ra trái mà. Nào, 2, 3 1 là chú Lập, 2 là chú Huy. Nhào vô. Giây phút này lắm. Chị nhớ không? Hình như các bé đang có một cái phong trào gọi là ừ đúng vẹo lửa. Trời đất ơi. Mà cái cảm giác á, mà mình đứng mình chờ mình giang tay rồi mà người ta không chạy lại chỗ mình nó đau đớn. Em sốc hồng luôn á chị. Quy, 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 anh Quy, làm thử cái nè, đứng đây em nhạo tới mơm anh nè. Từ từ để anh rút cái dao trước rồi đó. Rồi là. Đâu nè. 2, 3. Em đi toilet một cái. Đó, hai đứa nhỏ xíu vậy nè, chị em sinh đôi, dễ thương lắm, mới có mấy tháng à, mà nghĩ cũng kỳ, sinh đôi gì mà không có đứa nào giống đứa nào hết á, đứa thì tròn tròn, đứa thì ốm ốm, rồi cái tự dưng
đâu mất tiêu à. Máy bay súng nổ. Mình ơi, Ngọc ơi, Linh ơi, chạy đi. Máy dì bay. Dì Hai, dì Hai, dì Hai, bình tĩnh dì Hai, bình tĩnh con nè, con nè. Không không, qua đây không có gì hết. Qua đây ngồi, qua đây ngồi. Máy bay. Rồi rồi rồi, máy bay đi, máy bay đi rồi. Súng nổ. Rồi súng rồi, súng hết đạn rồi không bắn nữa. Không có máy bay. Không không, máy bay hết xăng hết bay luôn nha. Không có súng luôn hả? Không có súng luôn, không có cái gì hết nha. Mà sao nó mất tiêu hai đứa nhỏ rồi? Hai đứa nào? Nó đâu rồi? Ở đây có một mình con nè. Nó đâu rồi? Dì Hai. Hả? Có một mình con Lập nè. Lập y tá nè, nhớ không? Lập y tá. Dì Hai nhớ rồi. Dạ. Dì Hai nhớ rồi. Thiệt tội nghiệp hết sức à. Lúc tỉnh lúc mê. Mười mấy năm trời rồi. Không biết làm sao để cho dì Hai nguôi ngoai nữa. Dì Hai. Hả? Con hỏi dì Hai nha. À. Dì Hai biết bữa nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày giỗ của ba sắp nhỏ. Dì Hai nói nghe nè. Dọn dẹp bàn thờ xong hết rồi. Có mầm trái cây nữa. Trời ơi, giỏi dữ vậy ta. Giỏi chứ sao không giỏi. Dì Hai giỏi mà. Từ nãy giờ con trong nhà con chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó. Thôi giờ nè, dì Hai đã dọn dẹp xong hết. Thì bây giờ dì Hai ngồi đây chơi đi nha. Cứ ngồi yên ở đây nha. Con đi lên trạm xá, con đi thăm bệnh chút xíu rồi có gì con về nha. Đi lẹ lẹ nha. Về nha con. Coi chừng máy bay đó. Chừng súng nổ đó. Rồi con coi chừng mà. Mà con dặn dì Hai nè, nếu như mà trời có nắng quá thì vô nhà ngồi, đừng có đi lung tung, người ta bắt lên trạm xá đó. Không không, dì không có đi đâu hết á. Dạ. Dì ngồi ở đây nè, đi lẹ lẹ dạ, về dạ. Với dì nha. Dạ rồi, dạ rồi. Nha. Đi lẹ lẹ, coi chừng nha. Coi dạ chừng rồi, dạ rồi, coi chừng mà dạ. Ừ. Dì ở đây. Ở đây vui mà. Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ nằm ở cành dài là nằm ở cành dài mẹ nhớ thương con. Bố ơi, hai chị em con vừa mới đi học về. Sao bố dẫn tụi con đi đâu vậy bố? À, bố đi tìm bạn. Mà cũng không phải nữa. Bố đi tìm mẹ cho hai con. Mẹ con ở ngoài Bắc chứ đâu mà bố tìm à? Khi không, bố lại đưa hai chị em con vào đây. Con cũng không biết bố đưa chị em con vào đây làm gì nữa. Rồi con sẽ hiểu. Đợi bố xíu nha. Dạ thưa bà chị, cho tôi hỏi thăm chị Hai. Cái ông này ở đâu vậy? Em là chị Hai. Sáu Quốc nè chị Hai. Chị Hai không nhớ em. Ông ở đâu vô đây vậy nè? Hai con. Người này là mẹ. Mẹ của hai con đó. Ủa bố nói gì mà kỳ vậy bố? Người này chính là mẹ ruột của con. Thôi đi ông ơi. Cái ông này ở đâu tự nhiên vô đây rồi ăn nói lung tung hết trơn. Chị Hai. Chị. Mười mấy năm rồi. Từ ngày hòa bình lập lại, em về căn cứ cũ tìm chị Hai mà không có gặp. Rồi em hỏi hết đồng đội, người ta chỉ ở đâu em đi tìm ở đó. Em nhớ hôm nay là đám giỗ, là ngày anh Hai hy sinh. Có lẽ vong hồn của... Máy bay tới, súng nổ. Trốn đi con, trốn. Chị Hai, chị Hai, chị sao vậy chị Hai? Máy bay tới, chị Hai. Chú, để cho con. Chị Hai, bình tĩnh, chị Hai, bình tĩnh. Qua đây rồi, dạ, biết rồi. Xuống hết bắn rồi. Nó sợ quá, nó nghỉ bắn rồi nha, đừng sợ chị Hai. Chị Hai ngồi xuống nè, bình tĩnh, không có gì hết, nha. Bố, con không hiểu gì hết, mình đi về đi bố. Đúng rồi bố ơi, con sợ lắm, mình đi về đi bố. Các con không được đi đâu cả. Hai con phải ở đây. Bởi nơi này mới chính là quê hương của hai con. Ngày trước chiến tranh đã rất khốc liệt,
xảy ra trên mảnh đất này. Mình ơi, Mình ơi, Mình ở đâu mà con khóc quá trời vậy? Mình ơi. Con khóc. Mẹ vô đây. Mẹ vô đây. Mẹ vô đây. Ngày xưa con bé ngây thơ